thử dài này cũng đều phải nhuộm tóc. Nhưng mình tin mái tóc đen tự nhiên của mình sẽ làm cho vai diễn sống động hơn. Xin giới thiệu Retroy Nhu Huyền mới, dầu gội mới tốt như dùng bồ kết với tinh chất hà thủ ô và hoàn toàn không có thuốc nhuộm đen, cho mái tóc đen huyền tự nhiên, mềm, mượt và dễ chảy hơn. Đúng là người mình đang tìm. Retroy Nhu Huyền mới, tóc nhung huyền tự nhiên.